Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1159, một cây nguyệt quế thái 300k, không có phí vận chuyển. Nguyệt quế thái là bông quanh năm suốt tháng nha quý vị, mà nó gai trái cũng suốt luôn nha. Rồi đầu tiên là chai trà xanh tỷ lệ nó đây, tôi quay mặt sai cho quý vị xem nha. Cái này là lúc trước tôi bán là cũng 300 mà người ta không có vô nhôm, bữa nay người ta vô nhôm, người ta cắt cái tàn nó lại coi nó gọn gọn lại, nhưng mà vô nhôm ta bẻ chi đồ nó đều ra hết rồi cho mình dễ chơi. Ở trên quay xuống nha quý vị, cái này là nó có đã có ra bông hết rồi nha quý vị. Đó họ mới ra bông rồi ông cắt rồi ông uống lại nha, để chừng một tháng nó thôi là nó ra bông dữ dằn luôn nha. Rồi đây cái tàn nó với chai trà xanh đó quý vị thấy chưa. Rồi tôi quay mặt sau cho quý vị xem nha. Đó tỷ lệ bằng tay đây nè. Rồi đem quăng bên coi. Đó rồi nha quý vị, mặt sau nó đây nha quý vị. Đó trước sau thì quay hết ráo luôn. Về mua cái chậu vô là đẹp trai liền nha, cao lên khoảng 2 tấc 2, từ dưới gốc lên tới đỉnh luôn 2 tấc 2. Rồi 300k một cây nguyệt quế siêu bông, nguyệt quế thái nha quý vị, tàn nó vậy đó. Rồi kết thúc đi ơi, xuống luôn nha quý vị.